sẽ làm đến tập 2 thôi. Thế là các bạn thông cảm nhé. Em lấy hết bà rồi đâu. Sẽ cắt cái đoạn này thì lâu lắm nên là các bạn thông cảm cho mình. Đây mình đã xây xong, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tham quan. Đây cái của mình. Ui dồi anh mình chết. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Tưng 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 tưng. Tưng 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 tưng. Tưng 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 tưng. Tưng 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 tưng. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đường hầm của mình. Đường hầm của mình đâu rồi? Mê cung ở dưới. Đây. À không phải các bạn ơi. Không cải. Không phải các bạn ạ. Lâu lắm. Cái này mình xây dài. Tèo 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 tèo. Rồi. Đây đây đây. Đây. Đây, đây là mê cung ở dưới của mình đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy. Có hai chỗ lên. Đấy. Nhìn thấy chưa? Vừa lúc ấy vừa nhặt một vàng. Thì thời gian của mình xây là 30 phút các bạn ạ. Đấy. Ok. Chờ em. À. Thôi. Thôi. Thôi em không cần. Nói thôi mà. Bắn đi. Bắn đường hầm em ấy.
Để video này dài các bạn hãy đừng quên like, share và subscribe nha. Thôi hết đây.